Rất nhiều người luôn luôn tỏ ra băn khoăn và lo lắng trong việc tìm địa điểm để đi du lịch. Đi đâu? Ăn gì? Hà Nội có bao nhiêu địa điểm để đi du lịch? Tôi chắc chắn là không phải ai cũng nắm rõ điều đó. Hãy cùng trải nghiệm mỗi tuần với chương trình Du lịch và ẩm thực và chúng tôi sẽ đưa cho quý vị câu trả lời. Tôi là biên tập viên Phan Quyên. Ẩm thực Hà Nội luôn là một đề tài thu hút tôi và càng nghiên cứu nó tôi càng bị hấp dẫn và mong muốn được khám phá. Mọi người hay gọi tôi là chuyên gia ẩm thực nhưng tôi tự nhận mình là một đầu bếp. Tôi là Nguyễn Phương Hải. Dân gian thường có câu nói cầu Nam chùa Bắc đình Đoài, và với riêng xứ Đoài thì lại câu nói rằng đẹp đình So, to đình Cấn. Nói như vậy để thấy rằng đình So là một ngôi đình đã được dân gian công nhận là một trong những ngôi đình làng đẹp nhất xứ Đoài. Vâng, và ngày hôm nay chương trình Du lịch và ẩm thực sẽ cùng quý vị ghé thăm làng So để tìm hiểu về những đặc trưng văn hóa của vùng đất này. Nếu tính từ bờ hồ Hoàn Kiếm thì làng So nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 25 km. Con đường thuận tiện nhất để ghé thăm ngôi làng bên bờ sông đáy này là xuôi theo đại lộ Thăng Long, rồi rẽ trái về hướng đi lên đê Đào Nguyên. Đi tiếp khoảng 4 km là đến ngôi đình làng So, ngôi đình nổi tiếng của xứ Đoài. Làng So có lẽ là một trong những ngôi làng lớn nhất Việt Nam. Ngôi làng này được hợp thành bởi hai xã Tân Hòa và Cộng Hòa với số dân hiện tại khoảng trên 2 vạn người. Người ta đồn rằng vì là một ngôi làng lớn nên mới có đủ tiềm lực để xây dựng nên ngôi đình được đánh giá là một trong những ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài. Bộ mặt nông thôn mới đang đổi thay từng ngày ở ngôi làng này. Mặc dù kinh tế khá giả, cuộc sống của người dân đang ngày càng khấm khá hơn, nhưng làng So vẫn giữ được cho mình những đặc trưng văn hóa lịch sử lâu đời hiếm có. Đình làng là biểu tượng văn hóa tín ngưỡng tâm linh quan trọng trong đời sống của người dân Việt Nam. Và chính bởi ý nghĩa đó nên đình làng thường được đặt ở vị trí trung tâm của làng và xã. Dĩ nhiên rồi, đình làng thường đặt ở những nơi cao giáo và rất là thuận tiện cho việc người dân đi lại và là nơi cho người dân tụ tập mỗi khi làng có đám. Vâng. Nằm bên dòng sông đáy, đình làng So có kiến trúc vừa hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên, vừa mang đầy đủ dáng dấp của ngôi đình cổ Việt Nam nhưng vẫn thể hiện đầy đủ sự tinh xảo, cầu kỳ và tinh hoa nghệ thuật của miền đất văn hiến này. Chào chào ông ạ. Chào chào ông ạ. Chúng cháu ở chương trình du lịch và ẩm thực ạ của Đài Truyền hình Hà Nội. Mời quý khách vào. Dạ vâng ạ. Dạ. Trải qua 4 lần tu sửa và những thăng trầm của lịch sử, đây là ngôi đình có kiến trúc đẹp, mẫu mực, hiếm hoi duy nhất còn sót lại của miền đất xứ Đoài mây trắng, đến nay vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Đình làng có 7 gian, 2 trái, 4 mái lập ngói, có 4 thanh đầu đao cong vút để kiêu hãnh. Bên trong đình, các cột gỗ lim xếp thành 6 hàng ngang, 10 hàng cột, trong đó có 32 cột lim lớn, một vòng tay người ôm không xuể và 32 cột lim nhỏ bao quanh. Mặt sàn trong đình được làm bằng gỗ lim. Các đường nét chạm khắc đều hết sức tinh xảo, thể hiện sự khéo léo và tính thẩm mỹ cao. Là người trông coi đình đã 15 năm, ông Vương Xuân Dưỡng rất tự hào khi giới thiệu với chúng tôi về nét đẹp văn hóa lịch sử của ngôi đình. À, ông ơi, cháu thấy là người ta nói là đình làng So thì rất là đẹp bởi các cái kiến trúc cũng như là lịch sử nơi này. Vậy thì ông có thể kể cho chúng tôi biết về những cái nét đẹp trong kiến trúc cũng như là trong lịch sử của ngôi đình này được không ạ? Vâng, đúng vậy. Cái đình này chúng tôi làm cách đây là 344 năm rồi. Vâng. Và thời nhà Lê. Vâng. Cho nên là làm cũng rất lâu. Vâng. Thì ngày xưa là cái làng chúng tôi đây là nó rất lớn. Vâng. Mà một làng này là như chia làm hai xã. Vâng. Hai xã. Tức là cái làng to thì mới làm là cái đình như thế này. Dạ vâng. Vâng. Thế còn đình tôi đây
là thờ tam vị đại vương, tức là ba anh em ruột đều được nhà vua phong nguyên soái, đấy là giúp nhà Đình dẹp loạn 12 chiếc quân và cứu được vua Đình Mộ Lĩnh bị bao vây với Bối Khê, Thành Hoài, Hà Tây. Gia vị thánh thì là quê gốc thì là ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Thế nhưng mà sinh ra và lớn lên thì ở đây. Kiến trúc tương đối là rất là đẹp. Ở đây là chúng tôi có 7 gian và 2 trái. Kiến trúc là theo cái kiểu cổ Đông Diêm. Thế về kiến trúc, cái đặc biệt của kiến trúc là cái đình sò là tuổi vẫn giữ được cái sàn, để sàn gỗ này. Mấy trăm năm đấy. Rất hiếm người là giữ được, trải qua 344 năm rồi. Thế nhưng mà vẫn giữ, vẫn còn tồn tại đây được. Thì đặc biệt là cái đình sò tuổi có bức cửa võng này. Sơn son chiếc vàng. Mà rất là đẹp. Mà ít nơi là có được. Thế còn cái đồ thơ ở đây là tuổi vẫn giữ gìn từ ngày xưa để lại được như đây. Có những cái làm cái nơi nhà Lê, cũng có là nơi nhà Nguyễn. Đây xin giới thiệu với các vị, đây là một cái bình khí để thơ nhà ngài mà là phổ nhất thị trường. Cái đao hả? Đây là đao. Chạm được chạm khắc tinh vi là khắc tinh vi bằng vàng thật đấy. Ôi vàng thật đấy à? Vàng thật. Đây là chỗ này là vàng thật đấy. Vàng thật tất đấy. Thế ạ. Ông ơi, thế sao lại còn giữ được mỗi một cái đao này thôi, còn không giữ được những cái khác? Những cái kia đó chúng tôi cũng phục phục chế lại. Nhưng mà nó không còn cái nét cổ kính như cái này nữa rồi không ạ? Không, vẫn còn. Vẫn còn nét cổ kính, nhưng mà có cái là ở ngoài là sơn son thêm vàng lại thôi. Thế cái này là tuổi đời là bao nhiêu năm rồi đấy ạ ông? Cái này từ cái ngày làm đấy thì nó khoảng hơn 300 năm. Thế là hơn 300 năm rồi. Hơn 300 năm rồi. Thế cơ ạ. Bây giờ thì mời các anh chị ra chỗ tham quan, chúng tôi sẽ giới thiệu cho cái những cái độc đáo của cái tại sao lại có cái tham quan đây. Vâng. Ông ơi, cửa chính này cháu thấy luôn luôn đóng này ạ. Cái cửa chính này để là để phục vụ cho những cái việc tế lễ và đi vào để lễ nhà ngài đi cửa chính. Thế còn dân đình như là bình thường thì đi hai cửa phụ. Đấy là lý do vì sao mà khi đến tham quan đình so thì chúng tôi được người dân ở đây giới thiệu là chỉ nên đi vào từ hai cái cổng ngách ở hai bên thôi, chứ không được đi vào từ cổng chính. Và đến đây khi mà hỏi cụ Từ thì mới biết được lý do. Và cái này chắc là được truyền từ ngày xưa cho đến bây giờ đúng không ạ? Tức là ngày xưa là các cụ đây tôi truyền lại là những người đi tế lễ và đến đây dâng lễ cho nhà ngài thì đã được vệ sinh sạch sẽ rồi, thì được đi tổng kính. Thế còn hai cổng phụ này là người bình dân đi, nhưng mà các cụ ngày xưa kiến trúc tôi đây xây dựng là đây là có hai con cóc. Hai con cóc ở hai cái cổng hai bên. Hai con cóc này khi mấy người dân mà đi bình thường vào thì hai con cóc này sẽ hóa giải cho giờ vào nhà thánh thì được sạch sẽ. Giới thiệu với các vị đây là những cái con giống làm từ nơi nhà Nguyễn. Tam quan này làm từ nhà Nguyễn. Thế thì tất cả những cái trang trổ đây đều thuộc về Cố Tứ Quý cả. Công nhận là ở đình so này có một cái vị trí rất là đẹp, nhìn ra bên ngoài là một cái hồ đúng không ạ ông? Tôi là giới thiệu với các vị đây là cái hồ Bán Nguyệt của Nam Hồ. Và đây là một cái sân cỏ. Cái sân thế này để phục vụ những ngày lễ hội vui chơi, cái trò chơi thì diễn ra ở đây. Cái đặc điểm của cái đình so chúng tôi đây là có đồi rồng mây. Đồi rồng mây làm từ cái đời nhà Nguyễn. Đến đây là có 21 bậc. Trên này
cái nữa nào. Như thế này. Đấy. 2, 3, cái nữa này. 2, 3, rồi. Không chỉ nổi tiếng với ngôi đình làng được mệnh danh là một trong những ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài mà còn nổi tiếng với nghề làm miến gia truyền. Quyên có biết một câu tục ngữ là cô Yến thiếu miến làng So không? Không ạ. Câu tục ngữ này ý nói lên một thức quà quan trọng của vùng đất ở nơi đây. Với câu nói này của anh thì em có thể hiểu là với một mâm cỗ dù thịnh soạn đến đâu, nếu như thiếu miến làng So thì cũng không được đánh giá là mâm cỗ đủ đầy và thịnh soạn nhất. Và miến làng So ra đời từ bao giờ thì những người dân ở đây cũng không biết, bởi vì có khá nhiều truyền thuyết để nói đến sự ra đời của nghề miến ở đây. Tuy nhiên điều đó cũng không phải là quan trọng, bởi bao nhiêu đời nay rồi, người dân làng So hàng ngày hàng giờ vẫn duy trì và gìn giữ nghề truyền thống của mình. Quyên có biết là miến làng So được làm từ cây gì không? Người ta hay nói là miến rong, có lẽ là cây rong giềng phải không anh? Chính xác, và bây giờ anh sẽ đưa Quyên đi xem cây rong giềng ở làng So. Lịch sử làm miến của làng xuất hiện từ bao giờ thì không ai rõ. Nhưng cũng có người nói rằng, chính vị thanh hoàng của làng trong những ngày rong ruổi cùng đức vua Định Tiên Hoàng đã đem nghề này về cho làng. Điều này không có cơ sở để kiểm chứng nên không biết độ thật hư. Chỉ biết rằng trong tiềm thức xa xăm của dân làng là cảnh nhà nhà làm miến. Miến được phơi trên những chiếc phên nứa, trải dài trên những con đường hay trên cánh đồng. Đi qua đoạn đê ngăn sông đáy, người ta dễ dàng nhận ra làng So bởi những vạt miến trải dài trên các triền đê. Làng nghề cũng có những lúc thăng trầm. Hiện tại làng So chỉ còn khoảng hơn 70 hộ gia đình còn giữ nghề sản xuất miến rong. Nhờ những ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay thế một phần các công đoạn thủ công, sản lượng miến của làng ngày một tăng lên. Miến làng So nổi tiếng bởi độ dẻo dai và không bị nhũn nát sau khi nấu lên. Đó cũng là ưu điểm để càng ngày người tiêu dùng yêu thích và chọn lựa sản phẩm miến So nhiều hơn. Chúng tôi ghé thăm cơ sở sản xuất miến rong Hải Thao, là cơ sở lớn nhất được đầu tư hệ thống máy móc dây chuyền khép kín. Em nghe nói là nhà mình là một trong những cơ sở to nhất của làng đúng không ạ? Nhà mình làm được bao nhiêu năm nay rồi anh? Nhà mình làm cái nghề này cũng được tầm khoảng hơn 30 năm rồi. Ôi dồi, 30 năm rồi. Vì sao mà anh lại nghĩ đến việc là mình thay đổi với lại áp dụng dây chuyền mới như này? Mình thay đổi sang cái dây chuyền mới này để thứ nhất là cái sản phẩm của mình vừa đạt thị trường là nó đạt được cái tiêu chí là về an toàn thực phẩm là cái vấn đề cốt lõi nhất. Trước là mình sản xuất được tầm cỡ khoảng tầm tấn 7, tấn 8 một buổi làm. Bây giờ mình làm đến tầm cỡ khoảng 2 tấn rưỡi, 2 tấn 6. Thế cơ ạ. Bây giờ cho em xin phép là em lấy miến nhà anh ở ngay tại đây và em sẽ làm một món ăn ngay tại đây luôn được không ạ? Nhất trí, nhất trí. Dạ vâng ạ. Tiếng máy chạy rầm rầm, tiếng xe chở miến đi trên các con ngõ là những âm thanh quen thuộc ở làng So. Nhờ áp dụng thêm máy móc, sản lượng miến đã tăng gấp đôi so với cách làm cũ, càng tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong và ngoài xã. Ngon lắm đi. Bí quyết của nghề làm miến không chỉ là tinh bột khô của củ rong giềng hay sự khéo léo của người làng So, mà còn bởi nguồn nước. Thiên nhiên đã ban tặng cho người làng So những quả đồi đất pha lẫn với cát sỏi. Những giọt nước mưa từ những đám mây trắng xứ Đoài được chất lọc qua bao tầng đất để rồi đọng lại trong các giếng khơi, một nguồn nước tinh khiết, ngọt và trong mát. Những chiếc giếng như thế này vẫn trải khắp làng và mỗi chiếc cung cấp đủ nước sinh hoạt cho khoảng từ 15 cho đến 20 hộ dân trong làng. Đến làng So, xem cách làm miến làng So và cùng chế biến món ăn với miến làng So. Ngày hôm nay thì anh Hải sẽ nghĩ đến món ăn gì với món miến này hả anh? Miến thì có thể
chế biến được rất nhiều món ăn khác nhau. Giả dụ như là miến cua này, rồi là các loại miến nấu với lòng gà, miến xào với rất nhiều thứ. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn chế biến đến gửi đến quý vị một món ăn được chế biến từ miến nhưng mà làm rất là đơn giản mà nó lại lạ miệng, đó là món nộm miến tôm. Và nguyên liệu thì thứ nhất là phải có miến lạng xo, rồi miến lạng xo chúng tôi lấy ở cái cơ sở sản xuất đấy mang về, bắt đầu đã ngâm nước cho nó mềm này rồi ạ. Cái nộm miến chúng ta cần một chút hành phi, hai nồi nộm thì tôi sử dụng khoảng độ một củ hành tây là vừa. Đấy, xong bắt đầu chúng ta sẽ phải cắt thái bổ cong nhỏ ra này và ngâm nước giấm loãng. Quyên có biết để tôi ngâm nước giấm loãng làm gì không? Biết chứ. Bởi vì hành tây thì nó rất là hăng. Đúng rồi ạ. Cho nên là việc ngâm giấm thứ nhất là để cho hành giảm độ hăng đi. Đúng rồi. Và thứ hai là tăng độ giòn. Tăng độ giòn, đúng rồi ạ. Và thứ ba nữa là chúng ta sẽ cần đúng là nộm miến tôm chúng ta cần phải tôm. Và tôm ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng con tôm rảo như thế này rất là ngon ạ. Con tôm rảo này vỏ vừa mỏng, chúng ta chỉ cần luộc chín thôi ạ. Sau đó chúng ta để nguội và bóc vỏ vỏ ra. Tí nữa chúng ta chỉ việc cắt đôi nữa là xong. Rồi ạ. Các loại rau thì không cần phải là quá cầu kỳ đâu ạ. Rau thì chúng ta chỉ cần một chút rau thơm, một chút rau mùi là được rồi ạ. Tiếp đó chúng ta cần một chút giá này. Ngoài hành tây ra chúng ta cần dưa chuột và một chút cà rốt thôi. Dưa chuột thì chúng ta sẽ cắt đôi bỏ ruột ra. Và sau đó là chúng ta sẽ thái nát bọc. Sau đó chúng ta sẽ đến cà rốt. Cà rốt thì chúng ta sẽ cắt khoảng dài khoảng độ 6cm và chúng ta sẽ thái chỉ. Tôm sau khi chúng ta đã bóc nõn này thì chúng ta sẽ lạng đôi con tôm ra cho cái đĩa nộm của chúng ta nó sẽ đẹp nhá. Quý vị các bạn để một cái tay giữ vào con tôm và lấy con dao đưa nhẹ thôi ạ. Miến sau khi nước sôi thì chúng ta sẽ cho vào và... Cái bí quyết của chúng ta là có một tí dầu ăn ở trong này. Cả cái nước nguội để chúng ta vớt miến ra chúng ta cũng phải cho tí dầu ăn vào. Để mục đích là để làm cho miến không bị dính. Và cái công thức nước mà để trộn nộm này của tôi nhé, tôi thường pha bằng một cái muôi to. Nhưng mà vì ở đây là không có cái muôi to nên dùng muôi nhỏ đấy thôi. Thường thì bao giờ cũng tỷ lệ là một muôi đường là đi với một muôi nước chanh. Nước mắm thì tôi sẽ dùng nước mắm ngon và tôi sẽ dùng 3/4 muôi và 3 muôi của 3/4 muôi. 3 muôi đường thì 3 muôi nước mắm. Và bây giờ tôi sẽ múc nước chanh vào nhé, tôi sẽ múc 3 muôi vào đây. Rồi ạ, chúng ta sẽ hòa đều cái hỗn hợp này lên. Và hòa cho nó tan hết ạ. Và cái nộm này cay cay một chút thì rất là ngon. Nên tôi sẽ cho một chút ớt cay vào. Sau bây giờ chúng ta sẽ trộn gỏi. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho hành tây vào trong một cái âu. Tiếp đó là chúng ta sẽ cho giá, dưa chuột và một chút cà rốt. Chúng ta sẽ nộm đảo đều cái nguyên liệu này trước lên ạ. Vì nhớ là các loại nộm mà chúng ta trộn rong tay thôi ạ, không bóp để cho nó khỏi bị nát các loại rau ạ. Khi mà các nguyên liệu nó đã thành hỗn hợp hài hòa như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho miến vào nhá. Sau khi mà miến đã đều với các loại rau như này rồi, tôi sẽ cho phần nước trộn gỏi này vào. Tôi cho một nửa bát vào đây ạ. Vì sao chúng ta lại chỉ cho một nửa? Chúng ta sẽ cho một nửa trước để chúng ta trộn đều, vì dù sao là trong rau thì trong miến vẫn còn tí nước. Nên chúng ta để trộn đều cho nó thấm cái gia vị trước đã. Sau đó chúng ta sẽ chắt hết cái nước mà đã tiết ra từ miến, từ các loại rau, rồi chúng ta bắt đầu cho tiếp nước. Bây giờ tôi sẽ chắt nước đi nhá quý vị nhá. Chúng ta sẽ chắt bớt nước đi. Tiếp đó là chúng ta sẽ cho đốt phần nước còn lại vào. Chúng ta đảo thật đều. Lúc này chúng ta sẽ cho tôm. Chúng ta cũng cho một nửa tôm thôi quý vị ạ. Để tí nữa chúng ta sẽ bớt lại một ít tôm để chúng ta sẽ bày lên trên cái đĩa nộm cho nó đẹp. Các loại rau thơm, rau mùi và một chút hành phi. Chúng ta cũng bớt lại một chút hành phi nữa, tí nữa chúng ta sẽ rắc lên trên nộm. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Và tôi thấy rằng là bạn đã hấp dẫn, bạn Quyên đã thấy rất hấp dẫn rồi đúng không ạ? Và tôi nghĩ là cái món này thì cũng rất là đơn giản, làm rất là dễ thôi đúng không ạ? Vâng. Không khó, khó quá khó đúng không ạ? Chúng ta sẽ rắc một chút hành phi nữa. Rồi. Và tiếp đó là chúng ta sẽ cho mấy cọng rau thơm trên cái đĩa nộm cho nó đẹp ạ. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ mời Quyên thử để Quyên giúp cho quý vị cảm nhận được cái món ăn của chúng ta nó sẽ đạt được những yêu cầu gì. Quan trọng ở trong mỗi một món nộm đấy chính là nước trộn nộm. Đúng rồi ạ. Và nước trộn nộm này thì nó có đầy đủ, vừa cay, chua, mặn, ngọt, cân rất đối. Vừa phải. Vâng. Còn một chút nữa mà bạn Quyên chưa nhắc đến đó là phải sự dai dai của sợi miến. Đúng và rồi. Thêm cái độ giòn của giá, của hành tây và dưa chuột nữa. Đúng rồi, đấy là một cái điều rất là hài hòa để tạo nên một món ăn ngon. Mỗi thức đặc sản thì qua đôi bàn tay khéo léo của anh Hải, chúng ta đã có một món ăn rất là ngon. Món ăn này chúng ta có thể làm vào những cái dịp cuối tuần, cũng có thể là chúng ta đãi khách và trong những ngày lễ Tết chẳng hạn. Đây chắc chắn sẽ là một khẩu vị rất là ấn tượng và thu hút được tất cả các thực khách khi mà đến với mỗi gia đình đấy ạ. Những con đường làng là nơi ghi dấu về sự phát triển của một vùng quê. Và ở làng Xo này, bên cạnh việc gìn giữ những giá trị văn hóa cổ như là ngôi đình cổ đẹp nhất xứ Đoài, thì người dân nơi đây còn gìn giữ được nghề truyền thống của gia đình. Quyên thấy rằng là những con đường ngày này tấp nập những lượt xe cộ để thấy rằng làng nghề rất phát triển và hưng thịnh. Vâng.
Và với mỗi một làng nghề, cho dù có sự phát triển thăng trầm đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đều tin rằng với sự chịu thương chịu khó và ý thức giữ nghề của mỗi một người dân ở làng Xo này, chúng ta cũng đều hy vọng và tin tưởng vào trong tương lai, nghề làm biến sẽ còn phát triển và mở rộng hơn nữa, đúng không anh Hải? Đúng rồi đấy ạ. Và tôi là một người làm bếp rất lâu năm rồi. Và tôi thấy rằng là người Việt Nam của mình rất là tài hoa. Thế nên những giá trị truyền thống trong ẩm thực mới được bảo tồn và phát triển đến tận bây giờ. Vâng, với một ngày ghé thăm làng Xo thì hôm nay chúng tôi không chỉ được tìm hiểu về lịch sử văn hóa của một trong những ngôi đình cổ đẹp nhất xứ Đoài, chúng tôi còn được tham gia vào quá trình chế biến miến rong rất nổi tiếng của nơi đây nữa. Và mỗi một chương trình thì chúng tôi sẽ đều đưa đến cho quý vị những trải nghiệm mới về những giá trị văn hóa đặc sắc về ẩm thực ở mỗi một vùng miền mà chúng tôi ghé qua. Hãy đón xem chương trình Du lịch và ẩm thực 15:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian 20 phút với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Quá nhanh quá.